mấy thằng này. Dạ. Ôi ôi. Bà biết rồi. Trời ơi chứ em. Cái định mò vậy là phải đánh bông, anh đánh bông, anh đánh bông. Nó đâu, nó bắn đâu ấy? Nó đâu nhỉ? Em không biết. Bắn đầu em ơi. Ôi nó trong nhà. Kìa đây, nó trong sân. Ôi trời, nó điện đâu đó. Nãy mới đắc ao có thằng thôi, thì giết thằng nó tao đi. Nó cứu rồi. Cái đội mọ chết nữa. Ô vãi. Kêu mẹ đi. Chết rồi. Đi ơi, cứu em đi. Em sắp chết rồi. Đâu. Cứu đi, tao không mua, tao solo cho. Anh kia đặt hay, anh máy móc đi. Tụi em ơi. Hết chưa. Bắn tao đi. Hết chưa. Vãi thật. Tụi em ơi, nó nằm. Còn nó nha. Bên ơi cho tao xin đạn 5 với, bên ơi cho tao đạn 5. Từ để tao uống máu đi nè. Cho mày 50 viên nha. Ừ. Đâu em? Ui giật cả mình ạ. Ê có ai có những cái scope không? Định mệnh nó dư lại tốt quá. Mẹ dư hẳn scope. Ôi trời ơi, cái đỏ thì cũng vậy. Nhìn người ta lag này. Nhìn người ta bị lag này. Này cho em. Này. Người ta bị lag này. Im mẹ đi, bắn học mẹ giáp giờ. Ê, xúc phục tiền. Cái gì em? Ông đá bộ xuống đường 13 ra. Quê vai thật. Ơi. Xuống dưới này không? Xuống cái cục tuyết mà xuống mày bị điên rồi. Mày xuống kiếm cái xì cốt coi. Ok. Mẹ em thề, lên tiếp theo. Cút nhà. Con chó có đuôi con người cởi thức nhá. Sao không lấy xe đi em, để lại xe thì chúng nó lên đây là lấy xe mình ấy. Quên, vừa lút đi lên tao đi lấy xe. Lút giùm tao cái holo hết đó nha. Ô ông kia vừa phải đâu kia thôi. Ô. Ông ơi. Trời ơi, cái đâu mà lọc xe là hơi quá. Tên vãi trưởng. Máu nó không có rồi. Con cỏ be be nó đầu cành tre. Tụi mày thấy tao mẹ bấm còi hay không? Em tưởng anh phải hát lại con chim non nó mới hợp. Chim non nó cứt. Kéo 700 tiền. Đó. Mình vừa tắt bích ạ. Tao chơi thằng Sura nhá. 7 giá tiền. Này, bắn đi nha. Tao phụ bộ đầu 3, bố đeo muốn chết ông nha. Mẹ đâu nói gì đâu. Bố ơi bắn đi nha. Ông tiền, tôi nói mẹ bây giờ ông tiền. Mẹ thích cái bà đây, tầng đứa 1. Thích cái solo, đứa nào solo. Ông đây chơi không? Từ, mình vẫn lái mà, ông tiền bộ ba. Okay. Bây giờ mình chơi hai đứa một thì không bằng. Bây giờ đưa nào vào đây, okay, bạn đi chơi, con đi chơi thì con đi chơi để tao biết. Đó, lấy em là trong tay. Vào đây. Chó này, con xuống. Vâng, để như các bạn đã thấy hiện tại thì Zombie đang chiêu thức rất nhanh để nhấp nháy chút cái nào. Anh chơi với. Anh chơi với. Bây giờ để có tiền hả? Để có tiền các bên tách chút ra thì em. Ok. Con là này. Mày cũng biết là mày. Mày cũng biết là mày. Con đi. Anh kia. Không. Bây giờ thấy em đi đâu rồi. Vâng, vâng em.
Rồi kia đâu? Kia trong nhà đây em ơi, sao? Ê, chờ tôi một lúc, khoanh. Đâu? Đâu nhà? Em chưa xem. Rồi kia đâu? Đây, anh ở sau mà. Đây. Vào đây. Tầng 1 đây, tầng 2. Rồi, ok. Đây, chúng ta xem ra. Ok. Tầng kia. Sao anh ơi? Mọi người nhưng mà cho xin cái bát đấy nào. Mày đưa ra bán rồi, mẹ hack mình nhục ấy. Chó bố bẩn tích vô chửi à. Mẹ hack nhưng mà đéo có lòng tự trọng. Mọi người bò nhá. Anh đi. Chắc gì mà chắc anh đi. Ok đây. Anh báo động vị trí nhá. Ok đây mẹ, ông cẩn thận ông cán người tôi được không ạ? Thôi. Nhưng mà chắc gì nó đã hack như anh em mình nhiều ăn nó sao? Nhi cái cướp này. Tao thì nhưng mà bắn giỏi như anh Vino ấy mẹ. Thế ông chơi anh Vino giết 7 mạng cùng một lúc thì nó cũng ấy à? Nó giết nhiều cực em ạ. Tao léo thấy một cái cách mẹ vào top 1 dễ sạ của tin như này. Lại còn 4-1 chứ. Không anh ơi, nó người ta gọi là nghệ thuật chọn vị trí. Ê đâu nhỉ mẹ? Má sợ quá. Mẹ giống như lần đầu đi gặp bạn trai nó sợ cái thằng hát nó đâu thôi. Mẹ sợ. Lấy game mày bỏ tao ra một chút là đi. Nó đang nằm im như một diễn giả đấy. Có thể là nó đéo hack đâu. Nó không hack đâu, À rồi, biết rồi, nó ở phương E. Anh Pino ném. Anh Pino ném. Bây giờ anh đi xem vào cái chốt đoạn mà nó ném bom. Cả ba cùng bắn nhá. Cái lúc này là anh ném hay nó ném đi anh? Anh ném hai quả, nó ném nó nguyên trước. Này, nghe này. Đấy mày. Đấy. Ôi trời ơi. Đây đây tao thấy. Thằng hack đây này. Đó còn một mình nên nó không sợ. Nó hack à? Ừ nó hack mà. Nó hack từ đầu, anh nhìn từ lúc mà từ lúc anh em mới đập chào nó giết cực kỳ nhiều luôn. Anh thề luôn đấy. Anh định bảo mọi người đứng đấy cơ. Ai là mọi người ơi.